Chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc Android TV Box và đây là một cái model có cấu hình có thể nói nhá, thấp nhất hiện tại, thấp nhất là so với những con chip đời mới thôi, chứ không nói là rẻ nhất, tại vì là những cái sản phẩm mà vẫn có những cái sản phẩm rẻ hơn sản phẩm này, nhưng mà nó đang sử dụng cái con chip đời cũ. Đây là một cái model đời mới và nói tóm lại là đang là cái sản phẩm ở cái phân khúc thấp nhất, và mình sẽ xem là cái ở phân khúc thấp nhất này thì nó sẽ là như thế nào. Và cái model này là M96. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn đây, để xem là cái mẫu này thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chiếc box, tí nữa thì mình sẽ nói rõ hơn này. Trong đây thì chúng ta vẫn có một cái điều khiển này, dây nguồn, cáp HDMI và sách hướng dẫn sử dụng. Đó, một sản phẩm rẻ tiền nhưng mà cũng không thiếu bất cứ một cái phụ kiện gì. Nói chung là sản phẩm Android Box thì nó đều có những cái phụ kiện như vậy hết. Vâng, và mình phá zin em nó nhé. Ở phía trước đây thì các bạn sẽ thấy là có cái chữ M96. Chữ M96 rất là đẹp. Và cái mặt lưng này nó làm bóng nhá, nó không làm kiểu nhám sần. Chính vì vậy thì khi mà các bạn đặt ở trên bàn hay đặt ở đâu đấy ấy, mà đè các cái vật lên ấy, thì có thể nó sẽ gây xước, thì các hết sức chú ý là như vậy. Model M96 này. Và ở phía xung quanh thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái cổng. Nó cũng đầy đủ hết những cái cổng như là những cái ở phân khúc tầm trung hoặc là phân khúc tầm cao. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái khe cắm thẻ nhớ micro SD này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 2.0. Ở phía này thì các bạn sẽ có cái cổng AV, cổng mạng LAN, phục vụ cho những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng Wi-Fi ấy, mà không bắt được kết nối tốt thì nên cắm mạng LAN thì nó sẽ cho cái tín hiệu ổn định hơn. Tiếp đến thì cổng HDMI thôi. Và cuối cùng là cổng nguồn. Đó, thì cái này nó sẽ không có cái cổng âm thanh quang. Ở phía dưới đây thì không còn gì nữa cả. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần mềm của chiếc M96 này thì nó sẽ là như thế nào. Vâng, đây là cái phần mềm của M96. Và như các bạn nhìn thấy ấy, thì nó đang sử dụng cái hệ điều hành Android 5.0. Và đây là một cái giao diện khá là phổ thông và dễ dùng. Hầu như là những cái box mà chạy Android 5 chấm ấy thì đều sử dụng cái giao diện như thế này, và nó rất là thuận tiện. Chúng ta sẽ có những cái mục ấn nhanh ở đây, hoặc là add những cái app thường xuyên dùng xuống phía dưới, rất là thuận tiện. Ok, bây giờ mình sẽ xem cái cấu hình cụ thể bằng cái phần mềm CPU Z nhé. Vâng, và mình đã chạy xong cái phần mềm CPU Z đây rồi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có cái cấu hình con chip 4 nhân, con chip của Rockchip. Và mã con chip này là 3229. Đây là một cái mã khá là phổ thông ở cái dòng phân khúc giá rẻ của Rockchip. Thì các bạn sẽ thấy này, hoạt động đầy đủ luôn, 4 nhân này, con chip này. Và chúng ta sẽ xem sang phần RAM. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có 1GB RAM thôi và 8GB bộ nhớ trong. Tất nhiên thì ở cái phân khúc giá rẻ thì đây là cái cấu hình nó phải vừa phải như vậy. Chứ còn nếu như mà ở mức 2GB RAM hay là 16GB bộ nhớ trong ấy thì cái mức giá nó sẽ cao hơn một chút rồi. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đang có Android 5.1 nhá. Rồi, ok. Phần cấu hình thì chúng ta đã nhìn kỹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần hiệu năng, để xem là một cái con Android Box mà phân khúc giá rẻ nhất như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái tốc độ AnTuTu nó khoảng bao nhiêu. Vâng, đây là cái điểm AnTuTu thì mình đã đo sẵn rồi, và mình cũng đã đo vài lần thì chúng đều có cái kết quả nó rơi vào trên 20.000 điểm. Ở đây là một cái kết quả nó cũng không phải quá xuất sắc, nhưng mà với một cái con chip ở phân khúc giá rẻ thì đây là cũng là một cái điểm để phục vụ chúng ta có thể sử dụng được những cái cơ bản nhất, ví dụ như là xem truyền hình, giải trí online. Tất nhiên khi mà sử dụng ấy, nó sẽ không thể mượt mà được như những cái con chip cấu hình cao hơn, những cái RAM cao hơn. Nhưng mà nếu như chỉ cần phục vụ cho những cái mục đích cơ bản và chấp nhận được cái tốc độ hơi chậm, hơi giật lag một chút xíu, thì đây cũng là một cái lựa chọn thú vị. Và tổng kết lại ấy, thì M96 là một cái sản phẩm phân khúc giá rẻ. Nếu mà so với các cái dòng box đời mới ấy, thì nó đang ở cái phân khúc rẻ nhất, ở cái mức giá tốt nhất. Và đổi lại thì các bạn sẽ có là gì? Chúng ta sẽ có một cái cấu hình hơi thấp. Khi sử dụng ấy, thì nó sẽ hơi giật lag. Và hết sức chú ý đối với những cái box mà chỉ sử dụng RAM 1GB là các bạn phải thường xuyên clear RAM.
Tại vì khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó full RAM ấy thì liên tục bị rơi vào cái tình trạng giật lag, thì clear đi thì nó sẽ hoạt động ổn định lại hơn và nó không hạn chế hơn cái tình trạng giật lag trong cái quá trình sử dụng. Rồi, và các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.